là Chúa Tể trời đất. Con xin người khen cha, vì cha đã mặc khải màu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: thưa hiểu. Người bảo họ: bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xin khởi đầu bài giảng ngày hôm nay bằng một câu chuyện về những ngày cuối đời của Hoàng đế Alexander Đại Đế. Một con người đã đánh đông dẹp Tây mà cả sự nghiệp của ông ta có thể nói là chiếm được cả 1/3 thế giới. Thế nhưng ở tuổi 33, ông bất ngờ nằm liệt giường và chờ chết. Trên chiếc giường bệnh đấy, Alexander Đại Đế nhìn chiếc giường của mình và nói: ta dành cả cuộc đời để đánh chiếm biết bao nhiêu vùng đất, để rồi giờ đây ta chỉ cần một miếng đất bằng cái giường này mà thôi. Và ông ta di chúc lại cho những cận thần của ông ta 3 điều. Điều thứ nhất: hãy cho các lương y thầy thuốc giỏi nhất của xứ sở này khiêng quan tài cho ta. Điều thứ hai: trên đường khiêng chiếc quan tài của ta đi đến nơi chôn cất, hãy rải tất cả vàng bạc châu báu, những gì mà ta đã chiếm được trong suốt cuộc đời của ta ra đường, ai muốn nhặt thì nhặt. Và điều thứ ba: hãy khoét hai cái lỗ hai bên quan tài, chìa hai cái bàn tay của ta ra. Các đại thần hỏi hoàng đế: tại sao hoàng đế lại đưa ra 3 cái di chúc kỳ lạ như vậy? Alexander Đại Đế giải thích: thứ nhất, ta bắt các thần y hay là các lương y, các thầy thuốc giỏi nhất khiêng quan tài cho ta, để ta nói lên rằng dầu họ có giỏi đến đâu, họ có chữa được bệnh này bệnh kia đi chăng nữa, thì cuối cùng họ cũng thất bại trước cái chết. Thứ hai, ta rải tất cả vàng bạc châu báu của ta trên hành trình đưa quan tài ta từ đây đi ra mộ, bởi vì tất cả những thứ ấy ta đánh được, chiếm được, rồi ta cũng chẳng dùng gì được. Ta trở về với ngôi mộ của ta, còn những thứ ấy hãy để lại. Thứ ba, cho hai bàn tay của ta xòe ra ngoài, để cho tất cả mọi người đều thấy ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng,
và những gì ta mang ra khỏi thế gian cũng là trắng tay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Alexander Đại Đế, một nhân vật lịch sử, một con người được gọi là huyền thoại của những trận chiến, thế nhưng kết thúc cuộc đời của ông ta, sau cả một cuộc đời tìm kiếm vinh quang, quyền lực, ông ta ra đi trong hai bàn tay trắng. Tất cả vinh quang, quyền lực ông ta để lại thế gian này. Kể câu chuyện đó để mời gọi mỗi người trong chúng ta bước vào bản văn tin mừng ngày hôm nay. Bản văn tin mừng của Thánh Matthew kể lại cho chúng ta ba dụ ngôn cuối cùng của một chuỗi các dụ ngôn Đức Giêsu nói về mầu nhiệm nước trời. Nước trời giống như người kia gieo hạt giống trên các loại đất: đất vệ đường, đất sỏi đá, đất bụi gai, đất tô. Nước trời cũng giống như là hạt cải, là nấm men vùi vào trong lòng đất, vùi vào trong đau bụng và chờ đợi hạt cải lớn lên, còn nấm men được dậy men. Nước trời cũng giống như là cỏ lùng và cây lúa mọc xen lẫn với nhau và chờ đợi ngày gặt. Ông chủ vườn, chủ ruộng sẽ đến và tách ra lúa một bên, cỏ lùng một bên. Và ngày hôm nay, nước trời giống như một người kia đào được kho báu trong mảnh ruộng. Nước trời giống như một người thương gia đi tìm ngọc, tìm được một viên ngọc quý giá nhất. Người tìm được kho báu trong ruộng ruộng, chôn nó lại, chạy về bán tất cả những gì mình có để mua mảnh vườn ấy, mua mảnh ruộng ấy, để trở thành người sở hữu của kho báu ấy. Thương gia cũng vậy. Cả cuộc đời ông ta, đôi mắt ông ta đã nhìn thấy biết bao nhiêu viên ngọc sáng lấp lánh quý giá. Giờ đây đôi mắt ấy thấy một viên ngọc quý nhất mà ông ta biết rằng không thể nào có viên ngọc thứ hai. Và ông ta bán tất cả những gì mà đó giờ ông ta cho là quý giá, bán hết, cốt làm sao mua được cái viên ngọc quý giá nhất này. Đức Giêsu nói với chúng ta về một nước trời, về một kho tàng, về một viên ngọc quý nhất trong tất cả mọi sự mà chúng ta có thể có. Cuộc đời chúng ta danh lợi thú, cả cuộc đời là những chuỗi ngày kiếm tìm quyền lợi, danh vọng, cơm áo gạo tiền, sức khỏe. Thế nhưng như Alexander Đại Đế, tất cả những gì ông ta có đều dừng lại ở cái chết. Mỗi người trong chúng ta cũng vậy. Tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng ta nỗ lực, chúng ta tìm kiếm, chúng ta tích góp cũng dừng lại ở cái chết. Nói như vậy không phải là tất cả những điều ấy là vô nghĩa, những điều ấy là không cần. Những điều ấy là cần, là phải có để chúng ta nuôi sống thân mình. Thiên Chúa không làm cho chúng ta nghèo khổ, Thiên Chúa ban cho chúng ta những ơn để chúng ta có thể sống tốt và sống dồi dào. Thế nhưng qua dụ ngôn nước trời, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đừng so sánh nước trời với những giá trị ấy. Bởi vì so với nước trời thì những cái mà chúng ta có, chúng ta tích góp, những gì mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay, tất cả đều vô nghĩa, đều không có giá trị so với nước trời. Một giá trị vĩnh cửu, một giá trị tuyệt đối mà không ai có thể cướp được khỏi tay chúng ta nếu như chúng ta đã sở hữu được. Cái chết cũng không cướp được, nhưng qua cái chết chúng ta đạt được, sở hữu được cái giá trị nước trời ấy. Đức Giêsu mời gọi chúng ta như vậy. Hãy nhận ra giá trị của mầu nhiệm nước trời. Và nhận ra như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ ngồi đấy chờ. Không phải là cứ rửa tội rồi là đương nhiên chúng ta có được nước trời. Không phải là linh mục, là giám mục, là giáo hoàng, là tu sĩ là đương nhiên chúng ta có nước trời đâu. Tất cả đều phải là nỗ lực, cố gắng,
mỗi ngày, từng ngày, qua mỗi lựa chọn của chúng ta trong cuộc đời này, để chúng ta đạt đến được mầu nhiệm nước trời. Người nông dân nếu không khai phá cái mảnh đất ấy, tìm thấy cái kho báu đó rồi chôn lại, ra sức đi về bán tất cả, thì làm gì mua được cái mảnh đất ấy, mua được, sở hữu được cái kho tàng ấy. Người thương gia nếu không đi khắp mọi nơi để tìm kiếm viên ngọc quý giá, tìm thấy rồi phải ra giá, thương lượng, bán hết mọi sự, những gì mình có, để mua, cố làm sao mua được. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Nước trời không phải tự nhiên trên trời rớt xuống cho chúng ta đâu. Thiên Chúa hứa ban, nhưng chúng ta phải nỗ lực kiếm tìm. Những nỗ lực ấy mỗi ngày là những lựa chọn của chúng ta đó. Chọn làm lành, làm thiện, chọn sống theo lời Chúa, chọn sống theo điều giáo hội hướng dẫn, 10 điều răn, 5 điều luật hội thánh, các mối phúc thật, thương người, mến Chúa, yêu người. Đó là mỗi ngày chúng ta đang cố gắng nỗ lực trả giá, cố gắng hy sinh vất vả để kiếm tìm, để đạt được nước trời, thậm chí bằng cả nước mắt và máu nữa cơ. Và tất cả những điều ấy chúng ta làm không phải trong một cái tâm thế đó là chăm chăm chú, khó khăn, khó chịu, nhưng chúng ta làm trong niềm vui và niềm hy vọng. Tông huấn niềm vui tin mừng của Đức Phanxicô mở ra cho chúng ta một con đường, một con đường của niềm vui loan báo tin mừng, một con đường của chứng nhân tin mừng trong niềm vui và hy vọng. Để làm được điều đó, chúng ta hãy sống theo như lời Đức Giêsu dạy: nước trời sẽ đến vào mùa gặt, nước trời sẽ đến vào ngày tấm lưới được kéo lên. Và khi nước trời đến, mùa gặt đến, thì cỏ lùn bị đem đốt, lúa được thu vào kho, cá tốt thì được chất vào giỏ, cá xấu thì liện ra bên ngoài. Logic của Thiên Chúa không giống như chúng ta. Đối với chúng ta, cỏ lùn là cỏ lùn. Cỏ lùn không bao giờ trở thành lúa được. Cá xấu là cá xấu, không bao giờ cá xấu trở thành cá tốt được. Đất tốt là đất tốt, không bao giờ mà bể đường, bụi gai, sỏi đá trở thành đất tốt được. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài chờ đợi trong sự kiên nhẫn, Ngài chờ đợi cho đến mùa gặt, Ngài chờ đợi cho đến khi tấm lưới được kéo lên. Và đối với Thiên Chúa, cỏ lùn có thể trở thành lúa tốt, vệ đường, sỏi đá, bụi gai có thể trở thành đất tốt. Đó là sự hy vọng mà Thiên Chúa đặt tể nơi mỗi người trong chúng ta. Ngài kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, biến đổi cuộc đời của chúng ta, chấp nhận, chọn giá trị của tin mừng, giá trị của Thiên Chúa và biến đổi. Không có một vị thánh nào không từng là tội nhân, và không có một tội nhân nào không thể nên thánh. Đức Giêsu hỏi các môn đệ sau khi kết thúc các dụ ngôn: anh em có hiểu những điều ấy không? Các môn đệ đáp trả rằng: thưa, hiểu. Cái hiểu mà ngày xưa các môn đệ trả lời Đức Giêsu có lẽ chỉ là cái hiểu của những câu chuyện mà thầy kể, có thể chỉ là cái hiểu ngay lúc ấy trong cái viễn tượng của các môn đệ dành cho một vị thầy, một tôn sư, một người rao giảng những điều tốt đẹp. Nhưng chính khi trả lời thưa hiểu ấy, thì các môn đệ, cụ thể nơi các tông đồ, đã trả lời cho chính cuộc đời của họ. Chính các tông đồ chịu chết để làm chứng cho cái sự các ông hiểu này. Chính các tông đồ dùng cả cuộc đời để loan báo cái tin mừng nước trời này. Để rồi mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay, những người được thừa hưởng tin mừng nước trời, những người được loan báo về mầu nhiệm nước trời, được nghe về mầu nhiệm nước trời, được hướng về mầu nhiệm nước trời này, ngày hôm nay Thiên Chúa cũng hỏi từng người trong chúng ta:
chúng ta có hiểu những điều này không? Chúng ta có chọn màu nhiệm nước trời không? Chúng ta có nỗ lực kiếm tìm màu nhiệm nước trời không? Chúng ta có muốn sống trong màu nhiệm nước trời này hay không? Và Thiên Chúa chờ đợi câu trả lời của mỗi người trong chúng ta. Mỗi người sẽ có câu trả lời của riêng mình. Ước mong sao nơi Chủ nhật 17 thường niên năm A hôm nay kết thúc màu nhiệm, những câu chuyện về màu nhiệm nước trời, nhưng mở ra cho chúng ta một niềm khao khát, khao khát nước trời, kho tàng quý giá nhất, viên ngọc quý giá nhất, điều mà một Alexander đại đế vĩ đại dừng lại ở cái chết buông tay hai bàn tay trắng rời khỏi thế gian này. Thì mỗi người Công giáo chúng ta, mỗi người tin vào Thiên Chúa, mỗi người Kitô hữu chúng ta, chúng ta tin rằng đằng sau cái chết đó là một kho tàng vĩ đại nhất mà Thiên Chúa dành sẵn cho chúng ta. Miễn là ngay từ lúc này, ngay từ bây giờ, hãy trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu: chúng ta có muốn màu nhiệm nước trời không? Chúng ta có muốn chiếm hữu nước trời hay không? Amen.